Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Trong thời gian gần đây, có nhiều trường hợp bị mất iPhone và kẻ trộm đã truy cập vào được chiếc điện thoại, xóa sạch dữ liệu hoặc tệ hơn là đã lấy thông tin của bạn để đi lừa gạt người khác mà bạn không thể làm gì được. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn những điều cần làm ngay khi bị mất chiếc iPhone. Và sau khi bị mất điện thoại thì các bạn thường cuống cuồng để đi tìm nó. Nhưng theo mình nghĩ, việc bảo vệ thông tin trong máy mới là điều quan trọng mà các bạn cần phải làm. Và để bảo vệ thông tin trong máy thì chúng ta sẽ đến với điều đầu tiên: đổi mật khẩu Gmail, iCloud và Facebook. Đối với những chiếc iPhone thì mình sẽ đổi tài khoản iCloud. Các bạn sẽ truy cập vào web và tìm Apple ID. Ở đây các bạn sẽ đăng nhập tài khoản Apple ID của mình vào và tích vào dấu mũi tên để hoàn thành việc đăng nhập. Sẽ có một mã xác thực hai yếu tố được gửi tới số điện thoại của các bạn. Và như video lần trước mình đã chia sẻ thì các bạn nên sử dụng một cái số điện thoại khác để phòng những trường hợp xấu như thế này. Nếu bạn chưa nhận được mã xác minh thì các bạn hãy chọn vào mục bạn không nhận được mã xác minh, nhắn tin cho tôi. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ chọn vào mục bảo mật và thay đổi mật khẩu. Các bạn sẽ nhập mật khẩu hiện tại và sau đó sẽ nhập hai cái mật khẩu mới. Và các bạn sẽ chọn vào thay đổi. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành các bước đổi tài khoản iCloud. Và một điểm lưu ý khi các bạn đổi tài khoản Gmail với lại Facebook, đó chính là cái phần xác nhận lại mật khẩu thì các bạn sẽ chọn là đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị đang đăng nhập vào cái tài khoản của các bạn. Sau khi hoàn thành các bước đổi mật khẩu xong thì các bạn sẽ tới với điều thứ hai, tìm iPhone. Các bạn sẽ truy cập vào tìm iPhone và đăng nhập tài khoản Apple ID của mình vào đây. Và như các bạn có thể thấy thì chúng ta đã định vị được chiếc iPhone của mình. Và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng iPhone ở trên này. Với mục tác vụ thì mình cần các bạn lưu ý tới 3 việc. Đầu tiên là phát âm thanh. Khi các bạn chọn vào phát âm thanh thì chiếc điện thoại sẽ phát ra một hồi chuông cảnh báo và mình sẽ chọn vào nó thử nha. Đây các bạn có thể thấy. Việc thứ hai chính là chế độ mất. Các bạn sẽ chọn vào chế độ mất và bật chế độ mất lên. Cái việc nhập mật mã này sẽ khóa cái chiếc iPhone bị mất của các bạn lại và kẻ trộm không thể nào truy cập vào được. Ở đây mình sẽ đặt cho nó một cái passcode. Và các bạn sẽ chọn một cái số điện thoại để điền vào. Và khi người nào mà nhặt được cái chiếc điện thoại của các bạn thì họ sẽ liên lạc và trả lại máy cho các bạn. Và cuối cùng các bạn sẽ điền một số thông tin để người nhặt được có thể trả lại máy cho các bạn. Chọn xong. Và như các bạn có thể thấy thì chiếc iPhone của mình đã hiện lên là iPhone bị mất và hãy gọi cho tôi vào cái số điện thoại này. Việc thứ ba là xóa iPhone. Khi các bạn truy cập vào xóa iPhone thì nó sẽ xóa tất cả những cái dữ liệu trên chiếc máy đã mất của các bạn. Và mình sẽ chọn vào xóa iPhone để tiến hành xóa nó đi. Cuối cùng các bạn sẽ đăng nhập tiếp cái tài khoản Apple ID của mình vào để tiến hành xác minh. Và nhập mật mã. Và các bạn chọn vào tiếp. Và ở đây mình cũng sẽ chọn cái số này để hiển thị trên chiếc iPhone đã mất. Và người nhặt được có thể liên lạc với số này để gửi lại chiếc máy cho mình. Và bấm vào xong. Chọn vào OK. Và ở đây chiếc iPhone của mình đã bắt đầu được xóa. Tổng quan lại thì tính năng tìm iPhone bị mất chỉ thực hiện khi thiết bị của các bạn được kết nối mạng và có kết nối với dịch vụ định vị trên thiết bị điện thoại. Trong trường hợp thiết bị của các bạn không kết nối mạng thì các bạn vẫn thực hiện theo những bước trên. Và khi thiết bị của các bạn kết nối mạng lại thì mệnh lệnh lập tức được thực hiện. Như vậy thì mình đã chia sẻ cho các bạn những điều cần làm ngay sau khi bị mất chiếc iPhone. Nhưng đây cũng chỉ là hy vọng nhỏ nhoi để tìm lại chiếc điện thoại. Và quan trọng hơn cả là bảo vệ thông tin cá nhân của các bạn.
Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.